rền vang ngàn hoa thắm tươi hồng, bàn tay nắm tay cùng vui sướng trong lòng, tình yêu hẹn ước từ hai trái tim hồng, ngày nay kết duyên tình ta mãi đã. Lời giao ước
ngày hôn lễ trên rượu ngon chi hôn vần
Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa quý cha, kính thưa quý khách, kính thưa toàn thể cộng đoàn. Hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để chứng kiến, để cầu nguyện, để chúc mừng cho hai bạn Hướng và Ánh nhân ngày thành hôn. Mỗi giây này Chúa đã xe định. Xin mọi người chúng ta tiếp tục cầu nguyện để Chúa luôn gìn giữ, hướng dẫn và chúc lành cho hai bạn mãi mãi được hạnh phúc. Trong video hôm nay chúng ta nguyện ý cầu nguyện cho các linh hồn Giuse, Maria, Teresa, Louis, các linh hồn tổ tiên ông bà cha mẹ nội ngoại. Tôi thú nhận Thank you.
Lạy Chúa khi tạo dựng loài người có nam có nữ, Chúa đã muốn cho cả hai nên một. Hôm nay là ngày lễ thành hôn của hai vợ. Hướng và Ánh, xin cho họ được chọn tình mẹn mẽ với nhau và biết mở rộng lòng yêu thương mọi người để làm chứng cho tình yêu vô biên của Chúa. Chúa con cầu xin nhà Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện diện cùng Chúa, hiện lên với Chúa Thánh Thần để muôn thuở muôn đời. Bài Trích Thư Thánh Phong Công Đồ Tiểu Hữu Colosse. Anh em thân mến, như những người được Thiên Chúa tuyển chọn, những người thánh và được yêu thương, anh em hãy làm lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm nhường, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện phải trách cứ người kia, như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trên hết những điều ấy, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây liên kết điều hoàn thiện. Nguyện xin bình an của Đức Kitô ngự trị trong lòng anh em. Sự bình an mà anh em được mời gọi đến được trong một thân thể, anh em hãy cảm tạ tri ân. Ước chi lời Đức Kitô ngự trong anh em cách dồi dào, với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy dạy dỗ và chỉ bảo lẫn nhau. Với lòng tri ân, anh em hãy dùng bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca để hát mừng cảm tạ Thiên Chúa trong lòng anh em. Tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi sự anh em hãy làm vì Thánh Chúa Giêsu, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ huấn lệnh của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ huấn lệnh của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Ngài. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là huấn lệnh của Thầy: các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha, kính thưa quý khách, kính thưa quý phụ công và cùng toàn thể cộng đoàn, hôm nay nhân ngày thành hôn của hai bạn Hướng và Anh, tôi xin kể hai câu chuyện nhỏ. Câu chuyện thứ nhất: có một ông chồng luôn than trách về số phận của mình, là hẩm điêu, là vô phúc, là bất hạnh, bởi vì ông vớ phải một cô vợ như là sư tử hà đông. Để cảm thông với ông, một hôm Chúa hiện ra và hứa sẽ ban cho ông 3 điều ước. Ông mừng quá, không cần suy nghĩ gì hết, ông thưa với Chúa: lạy Chúa, Chúa biết đó, con có một mụ vợ vừa khó tính vừa khó nết, suốt ngày cằn nhằn lải nhải, chửi bới om sòm cả xóm làng, con không chịu đựng được nữa, con xấu hổ với làng xóm và bạn bè, xin Chúa cho nó chết quách đi để con cưới người khác, dễ tính dễ nết hơn. Và Chúa thực hiện điều ước thứ nhất của ông, vợ ông chết. Thế là hết những ngày kinh hoàng, ông cảm thấy bình yên khoan khoái, ông cảm thấy đầu óc thanh thản hơn, thần kinh thư giãn hơn, không còn bị co giật liên tục như lúc vợ ông vẫn còn sống mà vợ mình đã ly cơn. Căn nhà ông trở nên yên tĩnh lạ thường. Nhưng chẳng bao lâu sau đó thì ông thấy sức khỏe của mình bị suy giảm một cách rất là đột ngột, có lẽ vì ăn uống thất thường. Cái tổ ấm của ông ngày xưa bây giờ lạnh lẽo man, giống như là một bãi chiến trường, chỗ nào cũng ngổn ngang nồng đạm, áo quần thì lâu ngày không giặt dơ bẩn bốc mùi hôi thối. Trong bếp thì cả họ hàng nhà chuột nhà rán như là cảm thông với ông đến sống cùng. Ông lắc đầu thở dài và bắt đầu biết mình đã nhầm. Đến lúc này, ông mới khám phá ra vô số những điểm tốt đẹp nơi bà vợ quá cố của mình. Ông nghĩ cái tật hay la hét của cô ấy cũng còn đỡ hơn mấy bà xóm. Ví dụ bà hai thì lười biếng dơ bẩn, bà ba thì hay ngồi lê đôi mách,
Bà Tư thì suốt ngày bà bạc, bà Năm thì đánh đề, bà Sáu thì cũng lặng nhặng linh tinh cả. Xét cho cùng thì không ai hoàn hảo cả. Tôi bắt đầu cảm thương cô vợ quê Hà Đông của mình vô cùng. Thế là hôm nay Năm Năm khóc nấc và tha thiết cầu xin Chúa: Này Chúa, Chúa hãy mau ban cho con điều ước thứ hai. Vừa lúc ấy Chúa xuất hiện. Ông ước gì vậy? Lạy Chúa, xin Chúa cho con sống lại, và con hứa sẽ yêu thương và chung thủy với cô ấy suốt cả cuộc đời. Dĩ nhiên là Chúa đã tiếp tục ban cho điều ước thứ hai. Thời gian cũng bắt quay đưa năm 10 năm trôi qua. Kể từ khi vợ ông sống lại, đương nhiên ông luôn giấu kín câu chuyện ba điều trong lòng. Bởi vì ông sợ. Sợ thứ nhất là bà biết được ông đã cầu xin cho bà chi. Cái sợ thứ hai là sợ bà biết là ông không thể sống nổi một mình. Cả cái ý nghĩ đó trên ông về sống. Và là còn một điều thứ ba, ông nghĩ rằng mình suy nghĩ thật là chu đáo cẩn thận, hỏi hết người này người khác. Người thì bảo là ông hãy ước cho có sức khỏe, ông hãy ước cho giàu sang, ông hãy ước cho sống lâu, ông hãy được chọn điều nào. Một ông chú hiện ra cho lòng ông đã 10 năm rồi mà sao ông không xin điều còn lại. Ông nói: Thưa Chúa, con băn khoăn, con không biết xin gì cả cho cuộc đời của con. Chúa bảo con hãy xin cho gia đình mình được hạnh phúc. Con hãy xin cho gia đình mình được hạnh phúc. Anh chị em thân mến, Chúa dạy như thế nghĩa là sao? Xin lỗi Chúa, Chúa dạy như thế có vẻ thừa, bởi vì lập gia đình ai mà không mong được hạnh phúc? Dù về đây hay về ta, khi đã cưới vợ lấy chồng thì ai mà chẳng mong được hạnh phúc cho đến của đồng bạc thân tâm, thậm chí con người mang thuốc hết rồi, chồng tăng giả mấy lần mà vẫn chưa muốn lìa xa. Cái sự mong mỏi của ấy được thể hiện qua những ước mơ bằng nhiều cách. Tôi xin kể ví dụ trên tấm thiệp cưới, chúng ta vừa qua thang mùa cưới thì chúng ta đều thấy tưởng thường là hai chữ song hỷ. Song hỷ có nghĩa là hai họ, hai gia đình, hai bạn đều vui vẻ. Hoặc là người con giáo ấy thì thường chỉ dẫn hai cháu xin Chúa chúc phúc cho tình yêu của chúng con hôm nay bằng mãi mãi, hay là sự gì khiến Chúa đã liên kết loài người của một chúng đi. Và khi chúng ta đi dự đám cưới, chúng ta chúc cho cô dâu chú rể nhiều những lời chúc tốt đẹp, nhưng mà chắc chắn lời chúc chẳng bao hạnh phúc sẽ được dùng nhiều nhất. Xin lỗi Chúa một lần nữa, khi chúng ta sáng khói lòng, Chúa dạy chúng ta xin hạnh phúc là thừa, nhưng mà chắc chắn không thừa. Và nếu không thừa thì Chúa đã biết đời sống hôm nay có nhiều khó khăn, nhiều đau khổ và thử thách. Trong một số thực tế chúng ta thấy, khi mới bước vào ngưỡng cửa của tình yêu và hôn nhân, các nhà tâm lý gọi là giai đoạn trăng mật.
khi mà đang ở cái thuở ban đầu lưu luyến ấy thì hôn nhân là một màu hồng trắng tràn đầy ước vọng, những hy vọng. Lúc đó tình yêu sẽ là vĩnh cửu, tình yêu sẽ là không biên giới, vợ mình sẽ là điên. Nhưng khi đã kể ra cánh mang trách nhiệm, khi đối diện với thực tế thì người tình trong mộng năm xưa cũng tràn đầy những khuyết điểm. Khi hiểu được cái giá trị của cơm áo gạo tiền thì lúc ấy mới thấy cuộc đời không là thơ, không là mơ nữa, mà sao lại phũ phàng và nặng nề như là một món nợ. Các nhà tâm lý gọi giai đoạn này là giai đoạn vỡ mật hay gọi là dập mật. Một hôm tôi tới thăm một gia đình, anh ấy làm nghề cắt tóc, thế nói với tôi là cha có sửa sang lại chút. Tôi bảo tôi cảm ơn. Thế là tôi sang bên tiệm, thì khi tôi bước vào tiệm có thấy vợ và anh và hai người phụ nữ khác. Thế anh ấy vừa cắt tóc cho tôi, anh nhìn như một thế cha, mắt cha làm sao mà thâm đen. Tôi bảo là xin lỗi, cách đây 3 ngày tôi đi tới thăm một gia đình với cửa kính nó trong veo mình không nhìn thấy, bước đi làm cái rầm cái điêu chán này đấy, mà điêu một quả táo ở trên chán này mà tôi day day làm sao nó tan ra đấy, nó lại xuống mắt đen xì. Thì cô vợ mới nói là tôi nghĩ đây đổi kinh nghiệm, không phải nói chuyện với tôi mà nói với hai cô là bị đấm, bị đánh vào mắt hay là vào chán hay vào má, có lẽ là cái khoảng khung cái khoảng mặt này thôi, thì đa phần là nó tím vào mắt. Có lẽ đây là một cái kinh nghiệm, có nghĩa là cô nào bị đấm vào má rồi xuống mắt, đấm vào chán nó rồi xuống mắt, là đấm thay thương rồi xuống mắt. Xin lỗi, đấm vào gãy răng thì chắc là không đi mắt được mà chắc là. Thế sau đó thì cô bạn bên cạnh mới kể lại, nói là cách đây 7 ngày tao thấy cái tí nó sang nhà chơi, mắt nó sướng hút. Thế tao bảo sao mắt mày lại sưng lên thế kia, tím hết cả mặt. Tao bảo là tao bị ngã cầu thang. Thế lúc đấy nó lại nhìn thấy mắt tao vẫn còn tím, tao bảo có chết mắt mày làm sao mà lại tím hết thế kia. Hôm xưa thằng chồng tao nó đi đâu về, tao cảm nhận nó đấm cho tao lên tím mắt, thì cái cô vào bóng mắt cái đôi tao xin lỗi mẹ con chó nó đấm đâu. Thì vì sao tôi mới hiểu cái câu chuyện là cái cô nói là ngã cầu thang đấy là muốn giấu cái câu chuyện. Nhưng mà khi mà thấy người bạn mình cũng bị đánh như mình vậy, cái sự xô xát trong gia đình như thế, như kiểu là cùng một cái hoàn cảnh chia sẻ rất là bức xúc. Anh chị em thân mến, con người đã định nghĩa là hôn nhân là một mối quan hệ mà người ta tìm hiểu nhau 3 tuần, yêu nhau 3 tháng, ghét nhau 3 năm và chịu đựng nhau suốt cả cuộc đời. Người La Mã thì nói là trên bãi biển có bao nhiêu vỏ sò thì cũng có bấy nhiêu sự đau khổ, những khó khăn trong đời sống hôn nhân. Những người đang sống trong đời sống gia đình chắc chắn sẽ đồng ý rằng niềm vui và hạnh phúc của hôn nhân chỉ trong thoáng chốc, còn trách nhiệm của nó sẽ kéo dài suốt cả cuộc đời. Nếu chúng ta hiểu như vậy thì cầu xin cho có hạnh phúc trong đời sống gia đình như chú đã say là một điều rất cần thiết. Hướng Hoài rất thân mến, hôm nay các con
bắt đầu bước sang một bước ngoặt mới. Các con bước vào một đời sống mới, một cuộc đời mới, một tương lai mới và những trách nhiệm mới. Trong cuộc sống mới này, chắc chắn các con không tránh khỏi những khó khăn và thử thách, vì chúng con cả hai cùng bắt đầu xây dựng hạnh phúc, tạo lập gia đình và gánh vác trách nhiệm. Tất cả những từ ấy đều nói đến những khó khăn vất vả trong đời sống gia đình. Cha thông cảm và cầu nguyện cho các con. Cha tin rằng với lời cầu nguyện của quý cha, của cha, của hai họ và tất cả cộng đoàn hôm nay, xin Chúa cho các con được hạnh phúc giống như điều Chúa đã dạy người đàn ông trong câu chuyện mà chúng con đã nghe, để chúng con luôn biết đón nhận nhau, biết quảng đại tha thứ, biết hy sinh cho nhau và vì nhau. Cha tin rằng các con sẽ hạnh phúc. Amen. Bây giờ với tất cả ý thức và trách nhiệm, cha mời các con cùng bước lên để nói đến lời nguyện ước trăm năm. Hướng vào ánh mắt thần linh, các con cùng nhau đến nhà thờ để nhận muốn kết hôn của các con cho Chúa củng cố bằng một số lớp lễ thánh. Trước mặt thờ các thiên hộ thánh và cộng đoàn, Đức Kitô giang vòng tay ban phúc lành cho tình yêu phong phú của các con và dùng bí tích đặc biệt làm cho các con thêm phong phú và vững vàng, để các con bán bán chung tình với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy và thánh hiến các con. Bởi vậy trước mặt hồng thánh, cha hỏi các con về những kết hôn. Hơn phải, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thế sao? Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái mà Chúa xét ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Vậy, bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy cầm tay nhau nói về lời tuyên ngôn của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh tôi nhận lên anh nhà anh làm vợ của anh và muốn lòng dục thì với anh khi tình duyệt với những gian nan khi mạnh quyền theo cái mục đích để mà tôi và hy vọng em là người suốt đời. Xin Chúa tỏ lòng chuẩn bị sự tương thuận của các con vừa bày tỏ trước mặt Hồng Thánh và xin Chúa tôn tổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa yêu thích, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa và ơn Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau, làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thành. Một sự kiện lớn được thiết lập trước mặt chúng ta
anh chị em cổ về đến đi lễ của tôi cũng được mọi anh chị em được Thiên Chúa là cha toàn năng chiêm. Chúc con cầu xin nhà Đức Kitô cho chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng con. Lạy Chúa chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúc con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải tạ ơn xin ơn cứu độ. Cha đã muốn kết hợp hai người nam nữ vào hôn ước để họ suốt đời gắn bó yêu thương và sống hòa thuận trong tình nghĩa vợ chồng. Để nhờ cuộc hôn nhân thánh thiện, con cái cha ngày càng thêm đông đảo. Thật vậy, nhờ cha sự nghiệp và tâm hơn, cha làm nên hai điều kỳ diệu là cho người bà sinh con cái được trần gian được tăng vẻ huy hoàng và cho con cái họ được tái sinh để giáo hội thêm phát triển. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người hiện toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng và tôn hô để kiện toàn hội thánh trong đức mến,
Phụng Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Giuse chúc con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến tôi tớ Chúa là các linh hồn Giuse, Louis, Maria, Teresa và các linh hồn mà chúng con xin cầu nguyện hôm nay. Chúa đã gọi ra khỏi đời này với Chúa. Xin ban những người đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như Ngài. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại của mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin Chúa hết hãy được vào một ánh sáng tu nhân Chúa. Chúng con đại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời. Cùng với chị Đức Maria, Đại Kim Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chỉ nhờ người, với người và trong người mà mọi xây dựng vào vinh quang được quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lời Chúa cứu thế và theo kế thức người dạy, chúng ta dâng lời
ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng ta an bài cho hai tháng hứng và hạnh vừa kết duyên với nhau, và chúng ta dùng lý tình hôn nhân mà thanh hóa hữu tình của họ. Giờ đây kỷ niệm tết này, xin cho chúng ta dồi dào tâm sống để họ sống hòa thuận trong cùng một tình bác ái. Chúc con cầu xin nhà Đức Kitô cho chúng con. Amen. Xin kính mời quý cha trò chuyện lại an toàn. Kính thưa cho chúng con, quý cha, quý thầy, quý khách và ban hành giờ, toàn thể mọi người trong giáo chính nhà, trong niềm vui chung của hai gia đình chúng con, quan chức thay mặt nhà trai và nhà gái vì cưới lời, vì cưới cha chú cùng quý cha quý thầy hôm nay đã về dưới của hai con chúng con một cách cao thể bất kỳ kiên ra đã dành cho tình yêu thương cho con chúng con trong thánh lễ là đặc biệt trong bài giảng lễ của cha đã gửi gắm nhắn nhủ mọi tâm tình của cha con chúng con cũng xin cảm ơn chân thành sâu sắc với quý cha, quý thầy, quý khách. Dù đường xa xa xôi, cởi lẽ nặng nề, nhưng bằng tình yêu đặc biệt đã không quản ngại về cung kia niềm vui với gia đình của hai họ chúng con và con chúng con. Tình cảm và quý cha, quý thầy, quý khách của toàn thể mọi người hiện diện nơi đây như một bằng chứng tình yêu vô biên của quý cha, quý thầy, quý khách cùng mọi người đã dành tặng cho con chúng con. Bác cũng xin đại diện là bố của cháu xin cảm ơn gửi lời tri ân tới các cháu trong gia đoàn và anh Quỳnh trong suốt một thời gian đã đồng hành cùng với đứng và anh nhà bạn. Người làm cha mẹ như chúng con thật sự vô cùng xúc động có được những ngày hôm nay để hai con tiến tới bàn thờ để làm lễ cưới. Vân xin đại Chúa và mẹ đã thương yêu ban cho con chúng con một niềm vui vô cùng to lớn và con không mời bạn nghĩ tới con chúng con được như hôm nay thật sự đó đã có thật trước mắt chúng con. Con xin cha chúng cùng quý cha, quý thầy, quý khách, toàn thể bà con trong nhà chứ thêm lời cầu nguyện cho con chúng con bước vào đời sống gia đình luôn biết yêu thương chia sẻ khó khăn để cùng nhau vượt qua cuộc sống. Một lần nữa con không biết nói gì hơn, con xin cúi đầu cảm ơn cha chứng các quý cha, quý thầy, quý khách cùng ban thành giá cùng toàn thể mọi người đã tới tối ngày hôm nay. Con xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý cha, kính thưa toàn thể
lễ hội này chúng ta thấy có những điều đặc biệt khác với mọi đám cưới. Có nhiều cái chúng tôi xin điểm vài cái căn bản. Thứ nhất là chúng ta thấy có sự hiện diện của hai cha với thầy cũng như các bạn đại diện với trẻ của Phật. Bởi vì bạn hướng cũng trong năm giới trẻ của tỉnh Hải Dương như đó tận nhà. Và thứ hai nữa là thánh lễ hôm nay cũng làm lễ cảm thấy mình hạnh phúc, cảm thấy rất là vui, bởi vì có hai bạn cùng trong đoàn đoàn, cha hướng với con cùng trong đoàn đoàn mà lễ này cha sẽ làm với bộ phận khả năng thánh lễ nằm trong xuất sắc nhất bao nhiêu có thể. Thì bạn ấy và bạn dưới này là cùng tham gia sinh hoạt đoàn đoàn thời gian dài và là thành viên rất là tích cực trong đoàn đoàn. Vì vậy, và đối với gia đình thì như các bạn và cũng hào là một thân nhân đặc biệt số một của giáo xứ chính là miền Bắc chúng ta đặc biệt số một. Chính vì vậy là cũng có những cái đặc biệt trọng thể hơn một chút. Và về sự hiện diện hôm nay có quý cha thì chúng ta thấy chúng ta cũng như gia đình và đặc biệt là đây là một cái lời nhắn gửi đến ánh và hướng cha kể hai câu chuyện mãi là trong đời sống mà khó khăn khi nào bà con định cầm một gánh và phân nhau thì phải nhớ tới cái lúc này rất là trọng thể, rất là đặc biệt. Có ba cha thành viên rất là tích cực trong các bạn. Vì vậy, còn đối với gia đình thì như các bạn chúng ta biết, gia đình của bà cũng hào là một thân nhân đặc biệt số một của giáo xứ chính là miền Bắc chúng ta đặc biệt số một. Chính vì vậy là cũng có những cái đặc biệt trọng thể hơn một chút. Và về sự hiện diện hôm nay có quý cha thì chúng ta thấy chúng ta cũng như gia đình và đặc biệt là đây là một cái lời nhắn gửi đến ánh và hướng cha kể hai câu chuyện mãi là trong đời sống là khó khăn khi nào bà con định cầm một gánh và phân nhau thì phải nhớ tới cái lúc này rất là trọng thể, rất là đặc biệt. Có ba cha năm tư đấy thì cắm đầu ngay xuống đất để cho nó tỏa nhẹ đứng dậy quay về phải nhớ như vậy. Bây giờ và tự nhiên để làm sao mới rời mà cái căn cứ ba cha hoành tráng hoa lại để mà kể rồi đấy là cái quan trọng của cố gắng hơn, thật là cố gắng một lần nữa con thay mặt cho toàn thể cộng đoàn tổ sư ghi nhận và biết ơn quý cha, quý thầy và các bạn thầy nhiều thành viên chung vui thăm giáo sư chúng con. Chúng con đối với con gì hơn cha vẫn là nào chẳng có tay Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa quảng năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi.
Smile.